cầu duyên đúng chuẩn tại năm ngôi chùa cực linh nghiệm dành cho người FA, bạn đến nhanh còn kịp. Mỗi ngôi chùa cầu duyên có một cách đi lễ khác nhau. Nếu đã thành tâm mong muốn, tình cảm suôn sẻ, gặp được người thương thì bạn nhất định phải hương lễ thật đúng đắn. Xin duyên không phải là xin cho xong, xin cho có, mà xin gặp được người phù hợp với mình và phải chịu trách nhiệm với cái mình có được nhờ sự phù hộ độ trì của thần thánh. Sau đây là năm ngôi chùa cầu duyên nức tiếng nhất Việt Nam và tuyệt đối phải ghi nhớ những điều này nếu bạn có ý định cầu duyên. Chùa Hà, Hà Nội. Chùa Hà ẩn mình tại thôn Trung, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Những lời đồn linh nghiệm đến khó tin khiến cho chùa Hà luôn tấp nập khách thập phương. Người người tới đây không chỉ để cầu duyên mà còn mong cho chuyện tình cảm suôn sẻ, thuận lợi. Vậy nhưng, nhân duyên không phải trò đùa. Chùa Hà là nơi chỉ cầu được duyên chưa đến. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ mà lại tới đây đọc bài khấn cầu duyên thì duyên chỉ có tan mà thôi. Am Mỹ Nương. Am Mỹ Nương nằm trong chùa Cổ Loa. Chùa có một bức tượng không đầu tưởng nhớ về nàng công chúa Mỹ Châu với tình cảm son sắt thủy chung. Am Mỹ Nương là nơi người người đổ về cầu duyên, cầu hạnh phúc gia đình. Đây là nơi thờ cúng tôn nghiêm, khi đi lễ cần cẩn trọng trong ăn mặc, có tác phong đúng mực. Đặc biệt, cầu duyên tại Am Mỹ Nương, hãy chọn ngày lành tháng tốt, thành tâm tin tưởng cầu khấn. Chùa Duyên Ninh, Ninh Bình. Chùa Duyên Ninh nằm trong quần thể Tràng An, thuộc khu di tích cố đô Hoa Lư. Chùa Duyên Ninh không chỉ có kiến trúc độc đáo, tinh tế đầy hoa niệm, mà còn là điểm đến của những ai có đường tình duyên nhiều trắc trở, lần đận. Nhân duyên không phải cứ cầu là có, người thì cầu một lần đã gặp được ngay, nhưng cũng chẳng thiếu ai mất tới 3-4 lần cầu khấn, cầu duyên tại chùa Duyên Ninh, nhất định phải thành tâm, tin tưởng và kiên nhẫn. Chùa Bà Ấn Độ, Sài Gòn. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chùa Bà Ấn Độ Mariamman mang phong cách độc đáo, khác biệt. Đây là đền thờ bà Mariamman xuất phát từ Ấn Độ, đặc biệt lấy ứng những việc trọng đại như cầu con cháu, cưới chồng, hỏi vợ. Tại chùa Bà Ấn Độ, lễ hiến tế bằng lửa cúng bà Mariamma và các thần được cử hành mỗi ngày 2 lần. Đặc biệt, những bức tượng đá hoa cương được cho là có thể thấu hiểu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của con người. Nếu bạn ghé thăm chùa Mariamma để cầu duyên, nhất định đừng quên áp mặt vào những cột trụ đá và truyền đi những vướng bận, khúc mắc trong chuyện tình cảm. Chùa Ngọc Hoàng, Sài Gòn. Nơi đây còn được gọi là Ngọc Hoàng Điện, một ngôi chùa mang hơi hướng Trung Hoa với màu sắc rực rỡ. Tới Ngọc Hoàng Điện, muốn cầu con cái, hãy cầu Thánh Mẫu. Muốn cầu tình duyên, hãy tìm tới ông Tơ, bà Nguyệt. Khi cầu tình duyên tại chùa Hoàng Ngọc, hãy thắp hương, khấn tên mình và tiếp đó là tên người trong mộng để ông Tơ, bà Nguyệt sai duyên hai bạn. Hỏi rằng nơi đây có linh nghiệm hay không, người trong chùa chỉ có thể trả lời tùy duyên, bởi con cái, vợ chồng là nhân duyên tiền kiếp. Khi đủ duyên thì nguyện cầu mới thành, còn nếu không đủ thì cầu bao nhiêu cũng không thể đạt. Nếu bạn vẫn đang đau đầu vì chuyện ế, sao không thử đến ngay năm ngôi chùa này? Nếu thành tâm cầu nguyện, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với bạn.